làm hết rồi. Chị cũng làm hết rồi đây. Hôm nay chị hơi bị chán. Ủa đây là ông con khó lắm, bị lạc rồi nhờ sao nhờ. Ôi bạn nhỏ xinh đó. Wow, đây có phải cho con đấy. Đây có phải cho con này. Thì ra đây là chó mẹ em ạ. Ôi chó mẹ mới sinh à. Ôi chú ơi, không biết chó này của nhà ai nhờ. Ôi khổ thân chó mẹ thế. Đẻ xong mà không có ai chăm à. Ôi mấy bạn chó cũng xinh đấy. Ủa đây là chó đốm hư nhờ. Ôi chú ơi, từ từ thôi, các bạn còn nhỏ lắm. Cẩn thận đấy, không mẹ bạn ấy cắn. Ôi đây cố, chú chỉ muốn chăm con em thôi nhá. Không làm gì con em đâu. Ồ, chị cũng không biết là chó nhà ai ấy. Ôi, một bạn chó xinh như thế này mà lại sao lại bỏ lạc nhờ. Hẹn bây giờ làm nào nhỉ? Sợ các bạn ấy ở đây á, các bạn ấy sẽ gặp những con vật hung dữ ấy. Nó sẽ cắn các bạn ấy đấy. Hay là chúng mình mang về nuôi đi. Mang về nhà chị đi. Mẹ em không cho nuôi chó đúng không? Mẹ em có. Mẹ có cho nuôi không? Có. Có à? Thôi nhưng mà bây giờ cứ mang về nhà chị trước á. Xong rồi mình sẽ cho các bạn ấy ăn xong rồi sau đấy cho em mang về nhà em nhá. Đi. Bây giờ em bê cho con đi. Em làm. Em bê từ từ thôi nhá, không các bạn ấy đau các bạn nhỉ? Chó mẹ ơi. Để em về nhà chị nhá. Chị đã cho em ăn nhá, không làm hại em đâu nhá. Đây này, con của em đây này. Đúng rồi, bạn này là mới được sinh đấy. Và xin sẽ bế con của em và chị bế em nhá. Chúng mình đi về thôi nào. Đến nhà chị tí nhá. Chúng mình vào nhà nhá, nhà chị nhiều đồ ăn lắm. Ôi, nhà mình ăn. Chưa 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 chưa. Đợi chị để chị lấy mấy cái cúi cho bạn ấy là ngày trước là chị cũng nuôi chó mà. Bây giờ chị vẫn còn cúi đấy. Cúi là cái để chỗ nằm để cho các bạn đứng đấy. Các em nằm lên đây nhá. Rồi à, siêu nhân cho em đi chơi nhá. À sữa đúng rồi, tí nữa chị sẽ chỉ cho các bạn ấy ăn. Bạn đang ngủ ăn sữa lấy thử lấy ấm thôi. Các bạn đang nghỉ ăn sữa. Các bạn ấy đang ngủ thôi, để các bạn ngủ nhá. Các em ơi ngủ đi. Sư Nhân ơi, bạn chó to này. Bạn này, hai bạn này vẫn chưa ngủ. Các bạn ấy kẹn nó cho các bạn nằm mà ngủ. Các bạn ngủ. Bạn này là quan nhất nhỉ, con lo trong này ngủ đi nữa. Chó mẹ rất là siêu nhá. Chó mẹ này để được mấy con thì Sư nhỉ? Bạn bá bạn luôn. Đây là bạn chó ngoan chưa, bạn ngoan quá mẹ. Ố, cho bạn này ăn ít thôi, bạn này nữa. Các bạn đáng yêu chứ. Bạn này ăn kiểu gì đấy ta? Em cứ cho bạn trong cái chậu này kiểu gì thì bạn ấy cũng ăn đấy. Chó mẹ là ngoan nhất rồi. Cho bạn chó mẹ ăn thử nhé. Để chị để thử. Thế nhà em nuôi chó em có hay cho nó đi chơi không? Hả? Ăn không cũng chứ chứ chứ. À chị bảo nhá. Bây giờ em cứ để bạn cú này ở nhà chị được không? Sau khi nào bạn cú lớn ấy thì em sẽ sang lấy bạn cú. Còn vì hình như nhà em có một bạn cú nữa đúng không? Đấy, và bây giờ cho bạn cú này về em phải chăm rất là vất vả đấy. Để chị chưa có bạn cú nào. Để bạn cú ở đây ở với chị nhá. Ngọc ơi, chúng ta đây ở đây với chị nhá. Ở nhà với chị nhá. Ôi, đi về à? Này, ngày mai sang đây nhé, ngày mai sang đây, mình cho các bạn đi dạo nhé. Nó phải mua cái bánh cho các bạn ăn. Có mà để cô bạn cũng ăn. Chị biết rồi, chị về đi nhá, về đi xong rồi mai sang đây chị, cho các bạn cũng đi dạo nhá. Cú nơi ở đây nhá, chị đi nấu cơm cho các em ăn nhá. À, bạn cũng để là sẽ ăn cháo, chị cũng đi nấu cháo cho các bạn nhá.